Chị ơi, chị nhận nuôi em mèo này nha. Em mèo này dễ thương lắm nè. À, bị bỏ hồi nhỏ đó, xong rồi nục về nè. Bây giờ con lớn nè, dễ thương lắm á. Cô chị nhận nuôi con không? Xin chào cô chú và các bạn. Một bé mèo ở mái ấm Ti Ti được nhận nuôi mà Ti vui mừng quá trời luôn. Được sống ở trong một gia đình nó Nuôi sẽ tốt nuôi hơn là ở mái ấm rất là nhiều luôn đó mọi người. Từ từ đi, hai đứa làm quen. Mèo của Ti hiền lắm, mèo của Chi anh hiếp, mèo của Ti thấy không? Đây, bạn mèo cũ làm quen với bạn mèo mới, rất là ngoan luôn. Thường là mèo hoang mới hung dữ, còn mèo này á, là mình nuôi từ nhỏ đến lớn. Nó bị bỏ ngoài đường đó. đó, từ từ nó cũng À ngoan đó, lắm, đấy, làm mười mốt bạn sẽ với nhau. giỡn với nhau dữ lắm, Đúng rồi. mười mốt hai đứa sẽ giỡn với nhau. Giờ giờ chưa Trời ơi, hung hết kìa, hung hết kìa. Không có được bê hung tao nha. bê mèo này hơi nhát hả, À đúng hơi rồi. nhát không, hơi Tại nhát. vì nó chưa có quen với mèo này nè. Thôi đừng đánh mẹ em nha, Ôi em giời, con thôi đừng kìa. đánh em nha, là một con mèo cái nè, phải không? Trời Mèo dễ cái thương quá à. phải Coi không, kìa, mình đang coi coi kìa. đầu phải không, phải mèo cái không, Quánh nhau chưa kìa. chưa coi chưa coi, không nó không có quánh, nó khều khều, nó giỡn À, với nhau thôi. nhưng mà bà này chưa quen, bị bà kia ăn hiếp. Bà này cũng vô cát hả? Có ở nhà à, mấy cái bé mèo này á là trên sân thượng nhà tây á, nên là trên sân thượng đâu có chỗ đâu để đi qua nhà người ta chửi làm sao, nên nên mua cát để mấy cái chậu á, là tự tự chui vô đi vệ sinh. Con này sợ mở ra nó đi mất của mình ha. Không, tại vì nó chưa quen, phải không? Từ từ, Sao nó lùn lùn nó đi mất á. tại nó chưa quen á. Ý nó làm gì vậy? Ý nó làm gì vậy? Thì tự Chạy nhiên nhốt cái. nhà mới của con là cô chú và các bạn à, vì bây giờ bé mèo nó còn nhỏ quá. Wow, trời ơi, đã vậy. Bây giờ bé bé mèo nó còn nhỏ quá nên chưa thả ra được, phải tập quen cho con. Trời ơi, có chuồng bồ câu nè cô chú và các bạn, Ti cũng thích bồ câu lắm nha. Đi ra ngoài quay không? Đây, trời ơi, ở đây này. Á, trời ơi, bỏ quá trời thóc luôn cho mấy con chim trời đến ăn hả? Ờ, như Chim vậy trời có khi lên 40 con cua đất, à. cả trăm con chim sẻ, 40 con cua đất. Trời, nhà mình có cái sân đẹp quá ha. Đây Mấy cũng thích. quen trong quen trong Trời ơi, cây cối này mát mẻ quá. Ôi, có cây xoài nữa nè. Phải không? Đi thích làm giống vậy lắm nè. Nhưng mà tại vì ở mái chuồng ấm á, chó, cái chuồng chó là thuê. Mình làm gì tốn kém lắm. Đó, các bé cún của nhà bạn có cái chuồng chó đẹp dễ sợ luôn. Cái này bằng inox quá, đúng không? Mua là chạy vô đó. Sướng quá. Trời ơi, rất là ít bé cún á, mà được may mắn có gia đình tốt như vậy đó mọi người. Nhiều em ở cơm ngoài đường sống lang thang. cơm với thịt với Sướng quá, nguyên một góc nhà luôn, như cái biệt thự luôn. cá thì Đây, đó đây. giống như nó như Ờ vậy hả? Trời ơi, tôi đâu có để ý đâu. Ôi, đẹp quá luôn, căn nhà mà bao nhiêu người mơ ước đây chứ, đừng đừng đùa đúng không? Đẹp quá. cái sân vườn này thấy Ồ, ôi, sướng quá. Trời ơi, con sống ở đây là cho con. Mimi lên phim chút đi, cho Đâu Mimi đâu, lên Mimi đây hả? Ồ, phim, Mimi. Mimi Mimi mập địch. đây Thì khoái mấy chó mập mập vậy nè, dễ thương nè. Nhưng mà phải được yêu thương thì mới được mập đúng không con? ăn ăn dữ lắm, ăn cá tô, cá tô ngày nào cũng ăn cá tô thịt tô cá. Thôi để Ti thích chim bồ câu lắm nè. Ra quay đi. Bồ câu này là chim gì mập địch quá vậy ta? Bồ câu gà. Con bự là bồ câu gà, còn con nhỏ là bồ câu Pháp. Ồ, đẹp quá ha. Con này là cu bông Pháp. À, cu trắng Pháp. Trời, vậy là bé mèo nó về đây nó sướng lắm nè. Tắm chó chỗ này nè. Ồ, đã Trời quá mưa trên chưa có xịt ha. dội rửa cho bé chỗ này. À, Ti cũng rất cảm ơn bạn Chi và gia đình đã yêu thương giúp đỡ cho mái ấm. Bạn Chi cũng là một mạnh thường quân của mái ấm Ti Ti đó mọi người. Bạn cũng mỗi tháng đều hỗ trợ thức ăn cho các bé nhà mình. Những thực sự mái ấm Ti Ti có được ngày hôm nay cũng là nhờ cô chú và các bạn chung tay giúp đỡ. Các em cún may mắn thì được sống trong gia đình, còn không mà ở ngoài đường là khổ lắm. Ti nghe những cái lời kêu cứu rất là nhiều luôn, nhưng mà thật sự là cái sức người cũng có hạn đó mọi người. Hôm nay cứu ba bốn em chó luôn, trời ơi thiệt, đuối hết cả người đi thú y thôi. Đi thú y tiền rất là nhiều luôn cô chú và các bạn. Đó, dễ thương. Thôi Ti khép clip ở đây ha. Trời ơi, cho Mimi lên sóng ha. Trời ơi, dễ thương nè, ngoan nè, mập địch nè.
Thôi bye con nha. À, một lần nữa Ti cảm ơn bạn Chi cùng tất cả các cô chú anh chị bạn bè gần xa đã yêu thương và che chở cho mái ấm. À, nằm sướng chưa? Ừ, nằm phè ra ha. Mập lắm. Ừ. Thôi bye tụi con nha. Con cũng có bạn rồi nè. Con chưa quen ở nhà mới nên con quậy nè. Để vài bữa đi con quen xong con sẽ được thả ra. Thì khi mà các bé mèo được gia đình nhận nuôi như thế này nè cô chú và các bạn, khi các con lớn nó đủ tuổi thì gia chủ sẽ triệt sản cho con. Thực ra là cái biện pháp triệt sản rất là tốt luôn đó mọi người, để tránh cho những cái em chó mèo hoang bị bỏ rơi ngoài đường rất là nhiều luôn. Thường là ở những cái công viên nè, rồi ở những cái chân cầu nè, ở mấy cái cống á, là mèo hoang á bị bỏ rơi nhiều lắm. Xong rồi mấy cái người trộm chó trộm mèo á, cái làm quen cái đánh nó giết nó. Ô mày chết nha, giờ đè tôi hả, cứ đè cho dẹp lép luôn. Dơ quá, dơ quá. Ôi, nằm lên cứ... hai bé đang làm quen với nhau.